Tôi chết lặng khi biết được sự thật về cô em họ và con trai đỡ đầu của chồng. Mai và Tính quen nhau khi Mai cùng bố cô, tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh đồ điện tử gia dụng, đến dự tiệc tất niên của công ty con, nơi Tính đang làm kỹ sư phòng công nghệ thông tin. Chẳng hiểu lớ ngớ mà vớ độc đắc thế nào mà chàng trai 28 tuổi chưa vợ là Tính lại lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư độc nhất con tổng giám đốc. Đó là khi vô tình Mai bị vướng vạt áo sau chiếc váy dạ hội vào hàng rào cây xanh trang trí ở sảnh phòng tiệc. Tính đi ngay đằng sau, chẳng hề ngần ngại cúi người xuống gỡ váy giúp Mai. Khi đó anh không hề biết cô gái trẻ điệu đà trong bộ váy sang trọng, nữ trang đắt tiền sáng chói trên người ấy quyền lực đến mức nào. Chỉ là thấy Mai lúng túng vì vạt áo vướng không, trong khi cô đi giày cao gót, váy lại ngắn vạt dài nên không thể ngồi xuống gỡ, nên anh lịch sự gỡ giúp cô. Sau lời cảm ơn nhẹ như gió cùng nụ cười quyến rũ của Mai, Tính đi thẳng vào phòng tiệc tìm đến giải bàn dành cho nhân viên và quên bẵng luôn câu chuyện xảy ra với người đẹp. Cho đến khi đích thân tổng giám đốc công ty anh đứng lên sân khấu trân trọng giới thiệu sự có mặt của tổng giám đốc và tiểu thư, Tính mới nhìn lên sân khấu và ngỡ ngàng nhận ra mình có cơ hội gặp gỡ con gái sếp lớn nhất. Ngỡ ngàng vậy thôi chứ Tính chẳng có thêm suy nghĩ gì, bởi anh tự biết thân biết phận, một kỹ sư quèn, nhà lại ở quê, tốt nghiệp đại học trường đi làm 6-7 năm vẫn ở nhà thuê, lương không đến mức phải chi tiêu tằn tiện nhưng cũng chẳng dư giả gì. Nhiều lúc nhìn bạn bè cùng trang lứa, đứa thì gia đình con cái đàng hoàng, đứa thì đã mua được đất xây nhà, có đứa còn mua được cả ô tô rồi xây nhà cho bố mẹ ở quê, Tính cũng thấy chạnh lòng lắm. Nhưng nghĩ xuất phát điểm của mình sinh ra từ hạt lúa củ khoai, bố mẹ cũng chẳng chắc chiêu lắm mới mua được ba anh chị em đi học. Rồi bây giờ công ăn việc làm ổn định cũng đã là một nỗ lực không nhỏ, nên Tính tự an ủi rằng nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Thế rồi Tính không thể ngờ cuộc đời mình sang trang mới từ khi gặp gỡ Mai. Khi bữa tiệc chuyển sang phần văn nghệ rồi khiêu vũ, Tính không quen với không khí tiệc tùng nên ra phía sau của khu tổ chức tiệc, nơi có một khu vườn rộng và một hồ nước với bát ngát hoa. Ngồi trên chiếc xích đu được kê sát bờ hồ, Tính thả mình trong làn gió mát rượi và tiếng chim lít lít, thấy thanh thản vô cùng, khác xa tới tiếng nhạc sôi động và ánh đèn đủ màu trong phòng tiệc. Đang đắm chìm trong không gian xanh tươi mát, Tính nghe tiếng con gái nhẹ nhàng cất lên ngay sát bên cạnh. Anh ở đây mà để em tìm mãi. Giật mình nhìn sang, Tính thấy Mai hai tay túm lấy vạt áo đứng nhìn anh tủm tỉm cười. Luống cuống, Tính đứng lên khỏi xích đu mời Mai ngồi. Có lẽ cách nói chuyện chan hòa thân thiện của Mai khiến Tính mạnh bạo hơn và tự tin hơn, xóa bớt khoảng cách con sếp và nhân viên, nên câu chuyện của Mai và Tính nổ như pháo rang. Chỉ đến khi điện thoại của Mai đổ chuông là bố con cô gọi, con gái yêu đã đến giờ về nhà, thì câu chuyện mới dừng lại trong sự tiếc nuối của Mai và Tính. Mai chủ động xin Tính số điện thoại, còn Tính thì vô cùng vui vẻ tháp tùng Mai rời khỏi khu vườn để ra chỗ siêu xe đắt tiền. Sau buổi gặp gỡ định mệnh, Mai thường xuyên chủ động nhắn tin, điện thoại hỏi thăm sức khỏe, công việc và nói chuyện với Tính. Sau đó một tháng thì cô hẹn Tính đi uống cà phê. Bắt được tín hiệu xanh từ Mai nên Tính mạnh bạo hẳn, dù chưa phải là trong mơ, nhưng Tính đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ là chủ nhân của ngôi nhà biệt thự sang trọng, của các tập đoàn kinh doanh lớn, của siêu xe và vô số những tài sản khác nữa. Biết Mai có tình cảm với Tính, không ít người ngạc nhiên, đồn thổi, bàn ra tán vào, rồi sau đó là đố kỵ, ganh ghét khi biết Tính xa hữu vàng. Riêng Mai, khi bố mẹ tỏ ý không bằng lòng vì Tính không môn đăng hộ đối, cô đã bảo vệ anh với lý lẽ tin rằng một người đàn ông nghị lực, có chí tiến thủ như anh sẽ trở thành một trụ cột tốt trong gia đình. Gần một năm sau, ngày quen nhau, Tính và Mai làm đám cưới. Một đám cưới mà với những người dân quê thì có lẽ cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ mới thấy bữa tiệc sang trọng hoành tráng đến thế. Trước khi cưới gần một tháng, Mai đã cho người về nhà Tính.
sang sửa lại toàn bộ nhà cửa, mua sắm thêm vật dụng trong gia đình. Từ bố mẹ đến hai em của Tính đều tròn mắt dẹt nhìn Mai như cô tiên với đôi đũa thần trong tay. Hô biến căn nhà cấp 4 cũ kỹ lạc hậu thành một ngôi nhà 2 tầng khang trang. Nội thất đắt tiền, cả mảnh vườn bấy nay chỉ trồng le nghe mấy luống rau cũng được cải tạo toàn bộ, trồng thêm nhiều cây cảnh xanh tường bao quanh, lát đá lối đi và như những căn biệt thự sang trọng. Ở quê được 2 ngày, Mai dục chồng lên thành phố để còn lo công việc cho công ty. Mai cũng bàn với chồng việc kế hoạch chưa sinh con vội, vì cô muốn tập trung lo tiếp quản công ty của bố. Vì bố dự định trao lại cho hai vợ chồng Mai quản lý trong thời gian tới. Vậy là mang tiếng vợ chồng son, nhưng Mai và Tính ít khi có thời gian gần gũi nhau. Tính lạc ngoài giờ ở công ty, anh đi đá bóng, tụ tập bạn bè rồi thường phải nhà ăn tối một mình vì Mai bận tiếp khách. Khi thì bận công tác nước ngoài để tìm kiếm thị trường hoặc các sản phẩm mới cho tập đoàn. Những chuyến công tác của Mai có khi kéo dài cả tháng, khiến Tính nhiều lúc thấy mình như người thừa trong căn biệt thự rộng lớn. Quà cưới của bố mẹ tặng con gái khi lấy chồng. Rồi Mai đăng ký thêm một khóa học kinh doanh ở nước ngoài với thời gian 8 tháng. Dù không muốn xa vợ nhưng Tính đành chấp nhận để Mai đi học, bởi khóa học đó thật sự cần thiết cho công việc của Mai ở công ty. Xa vợ, tiền nong lại rủng rỉnh, nên Tính khó tránh được sự chèo kéo rủ rê của đám bạn. Trong những lần đi nhậu nhẹt rồi hát hò ở quán karaoke, Tính quen một cặp bồ ái ái, cô tiếp viên có thân hình bốc lửa và nụ cười quyến rũ chết người. Rồi chuyện Tính không thể ngờ đã xảy ra khi ái thông báo rằng cô đã mang bầu. Cha đứa trẻ không ai khác chính là anh, và cô muốn anh có trách nhiệm với mẹ con cô. Tính như chết sững bởi những gì vừa nghe được, anh cuống cuồng xin lỗi. Xin ái giải quyết cái thai, anh sẽ đưa cô một số tiền lớn để đền bù danh dự. Nhưng ái dứt khoát không chịu, còn Tính phải cho cô một danh phận đàng hoàng. Nếu không cô sẽ để tất cả thành phố biết sự thật, chàng phò mã của tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh điện tử lớn. Thương thảo với ái mãi không được, Tính đành ngậm đắng nuốt cay đưa ái về quê, muối mặt trình bày với gia đình về sự cố này. Bố mẹ Tính lúc đầu phản đối gay gắt, nhưng nghe Tính trình bày thiệt hơn. Nếu để sự việc vỡ lở, bố mẹ Tính đành chấp nhận phương án cho con trai mình đưa ra. Rằng ngoài một số tiền lớn Tính gửi hàng tháng vào tài khoản mang tên ái, Tính sẽ nhận ái là em họ, con một người họ hàng sinh sống ở tận một tỉnh miền núi. Vì cuộc sống không xuôi chèo mát mái với chồng nên ái được bố mẹ Tính đưa về sống cùng. Đứa trẻ sinh ra sẽ được Tính làm cha đỡ đầu. Cắt đặt mọi việc xong xuôi, Tính thở phào nhẹ nhõm, kịch bản mà anh cho là kín kẽ, đến từng chi tiết, hoàn thành khóa học, Mai về nước rồi về thăm bố mẹ chồng. Sau khi nghe mẹ Tính kể về cô em họ có hoàn cảnh đặc biệt, Mai cũng tỏ vẻ thương cảm. Cô còn nói để khi nào ái sinh xong, mẹ tròn con vuông sẽ bố trí cho ái một công việc phù hợp để nuôi con. Ngày ái sinh, Tính được nhận được điện thoại của mẹ nên vội vàng xin nghỉ việc ở công ty để về quê. Thấy nghi ngờ thái độ của chồng vì một đôi lần mới bắt gặp ảnh ái tình tứ nũng nịu với Tính, nên tối muộn hôm đó cô âm thầm về quê nhà chồng, không báo trai biết trước. Về đến nhà, Mai sững người khi thấy Tính đang bế đứa trẻ trên tay nựng nịu con yêu của bố, còn ái đang ngã đầu trên vai Tính, mặt tràn trề hạnh phúc. Thấy Mai bước vào, Tính mặt tái ngắt, còn ái giọng cô sắc lạnh. Chị đã nhìn thấy rồi đấy. Tôi nghĩ giờ chị là người thừa trong gia đình này, bởi vì đây mới thực sự là nhà chồng tôi, và con trai tôi là cháu tích tôn của dòng họ. Tính bịt miệng Mai, bịt miệng ái, nhưng tất cả đã muộn. Mai quay người ra khỏi nhà chồng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không ngờ người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương, bất chấp mọi sự khập khiễng, lại có thể lừa dối cô một cách trơ tráo đến như thế.